Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Z Talk. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3. Trong tập 3 này á, thì chủ đề của chúng ta sẽ là làm ngành. Hay nói khác đó là làm thế nào để chọn ngành. Ok, thì các bạn có thể thấy là trong hai tập trước tụi mình đã tìm hiểu về các cái nhóm ngành. Đó là nhóm ngành kiến trúc nè và nhóm ngành mỹ thuật công nghiệp. Thì các bạn đã hiểu được về cái ngành đó rồi đúng không? Thì hôm nay chúng ta sẽ xoáy sâu hơn vô đó là làm thế nào mà mình chọn được cái ngành cho chính xác phù hợp với mình. Và trong cái buổi nói chuyện thân mật ngày hôm nay của chúng ta thì mình có hai cái hai anh đã xuất hiện ở trong cái series trong cái tập 1 rồi đó, đó là anh Khoa và anh Chí. Anh Khoa, anh Chí chào các bạn. Ok. Chào Thảo. Rồi chào anh. Okay, thì thông thường á thì khi mà nói đến vấn đề chọn ngành thì các bạn thường là mình hỏi các bạn á thì các bạn sẽ nhận được câu trả lời á là các bạn chọn ngành vì đam mê. Vậy thì đam mê là gì? Anh Khoa, anh nghĩ đam mê là gì? Không biết em ơi, thông thường anh thì anh đam mê tiền, không biết cái đó phải gọi đam mê không nữa. Thì giống như kiểu là anh hình dung ha, thì là mình sẽ có rất là nhiều cái sở thích khác nhau. Thí dụ như là thích ăn, thích ngủ, thích xem hình người đẹp, thích xem phong cảnh đẹp, thích vẽ, thích nghe nhạc. Mỗi người đều có vô số sở thích. Nên là thông thường các chương trình mà bạn muốn hẹn hò ai cũng nói sở thích giống y chang nhau hết, ai cũng đồng điệu với nhau về sở thích hết. Ok, có nghĩa là mình thích rất là nhiều thứ, cái gì hay là mình thích. Vì nó thiên về cảm xúc của mình hơn. Cái cảm xúc của mình thấy nó hay, mình thích liền. Tuy nhiên á, để gọi đam mê á, theo anh là mình phải giỏi nó đó. Có nghĩa là mình phải giỏi một điều gì đó thì mình mới đam mê nó được. Giống như anh không thể nào anh gọi là đam mê đá banh hay đam mê nấu ăn được. Tại vì anh không giỏi hai thứ đó. Anh chỉ thích nấu ăn, thích coi đá banh thôi, chứ còn anh đâu giỏi đâu. Anh không đủ trình độ làm những việc đó thì sao anh đam mê được? Sao anh có thể cắm đầu vô mỗi ngày được? Có nghĩa là mình nhận thức được rằng mình có cái khả năng về vấn đề này thông qua trải nghiệm. Thí dụ như mình thử vẽ, thử chơi đá banh, thử nấu ăn, mình chưa thử nhiều thứ như vậy, thử nhiều cái sở thích, cái mình nhận ra rằng mình giỏi vẽ nhất, có cái thế mạnh về vẽ nhất, cái mình thấy ok, cái này hay nè, mà mình có vẻ có khả năng, mình được nhiều người khen, nhận được nhiều người tán thưởng, thì mình sẽ có nhu xu hướng là mình sẽ mê nó dần hơn so với những cái khác. Thí dụ như không phải nào mê đá banh được, trong khi ngày nào đá banh cũng dở, bạn bè chơi mình đá banh dở hoài rồi sao mình mê nổi, buồn thế bà. Mình không có động lực để đúng mình rồi tiếp tục theo cái đó. Rồi, cho nên là theo anh thì sở thích cộng với việc có năng lực thì mới bằng đam mê được. Ở đây là như vậy ha. Yeah, cảm ơn anh. Ủa anh Chí, vậy thì theo anh á thì đam mê không liệu có rủ để mình chọn một ngành hay chưa? Ok, thì anh Khoa vừa chia sẻ một cái định nghĩa về đam mê nói chung khá là rõ ràng đó. Thì đam mê phải giao thoa được, tổng hòa được hai yếu tố, đó là sở thích và năng lực. Tức là mình thích vấn đề đó nhưng năng lực của mình phải mình phải có sở trường về về cái việc đó nữa. Đó thì đó là hai yếu tố đầu tiên trong cái việc chọn ngành. Trong bốn yếu tố thì mình sẽ đưa ra thêm hai yếu tố nữa, đó là gì? Thì yếu tố thứ ba đó là liệu rằng xã hội có cần cái kỹ năng đó của mình không? Cái kỹ năng mình thích ha, kỹ năng mình đã thích rồi thì xã hội có cần cái kỹ năng đó không? Hay là mình thích những cái việc nó tương đối là xã hội không có cần. Thì ở đây thì ví dụ như mình thích nghe nhạc thì xã hội kiểu như sẽ, đương nhiên là trong xã hội luôn có những người thích nghe nhạc nhưng mà thực ra là không có quá cần, không có quá cần. Rồi yếu tố thứ ba là xã hội cần. Yếu tố thứ tư á, thì mình cần quan tâm tới là ai là người, tổ chức nào và ai là người sẽ cho mình thu nhập khi mình làm cái việc đó, mình thực hành cái kỹ năng đó. Vậy thì anh Chí rất là thích đá banh. Nói là thích đá banh, kỹ năng anh Chí đá banh cũng thuộc dạng trung bình khá, rồi cũng ghi bàn rồi rầm rầm, cũng truyền nói chung là cũng xúc trúng banh hơn so với nhiều người khác. Nhưng mà thực ra là xã hội cũng cần những cầu thủ đá banh. Thế nhưng thì cần một số ít thôi chứ không phải là
cần đông người đá banh giống như anh Chí. Tức là anh Chí đá banh dạng phong trào thôi thì không thể nào mà xã hội cần anh Chí lắm được. Tức là có cần nhưng mà cần ít ít thôi, ở dạng phong trào thôi chứ không có quá bức thiết. Rồi thì đó là xét tới đó thôi á, là anh Chí đã thấy là không thể theo nghề cầu thủ được rồi. Rồi xét tiếp nữa, liệu rằng ai sẽ trả tiền cho anh Chí? Tức là thực ra vẫn có những tổ chức mà đề nghị anh Chí hoặc là đội banh của anh Chí đi đá banh để quảng cáo cho người ta những cái giải phong trào thôi. Và những số tiền mình nhận được á, nó cũng không quá nhiều, nhưng mà vẫn được trả tiền. Thì kết luận cuối cùng, anh Chí không chọn nghề đá banh. Đó là lý do anh Chí thích, anh Chí đá được, nhưng xã hội cần ít và tiền nhận cũng ít luôn. Vậy thì nó không thể là một nghề nuôi sống mình được. Dạ. Yeah. Còn anh Khoa, anh nghĩ gì về cái vấn đề này? Thì mấy cái này mình cũng nói thêm luôn. Ví dụ như là cái việc nghe nhạc anh Chí nói giống như là kiểu mình thích nghe nhạc, tuy nhiên xã hội thì không cần mình. Hoặc là có thể mình thích ăn, thì ngày xưa xã hội không cần những người thích ăn, tuy nhiên bây giờ có vẻ xã hội đang cần những người thích ăn. Tại vì có vô số những cái vlog làm về việc là chỉ ngồi ăn cho mọi người coi và được rất là nhiều người subscribe, rất là nhiều người like các kiểu, hoặc là những người đi quảng cáo đồ ăn, ví dụ như vậy. Nghĩa là ở đây cái kỹ năng mình giỏi có thể là bất cứ kỹ năng nào, bất kỳ cái phẩm chất nào. Cái năng lực ở đây không chỉ là nói đến chuyên môn như là vẽ vời, viết lách, ca hát, mà còn có thể là bất cứ thứ gì. Khả năng kiên nhẫn, khả năng làm việc nhóm, khả năng thích nghi với môi trường mới, khả năng ăn uống, khả năng gọi là nhạy cảm với lại âm nhạc. Ví dụ như vậy, có vô số kỹ năng như vậy. Mình phải list ra thử coi mình có những kỹ năng nào, rồi mình list tiếp coi thử là xã hội có cần không, có nghĩa là có những cái ngành nghề gì bây giờ liên quan đến cái này không. List tiếp ra thử coi là có được nhiều người trả tiền không. Thì từ đó mình mới biết là mình nên theo cái nào. Ý là như vậy. Có nghĩa là một quá trình tìm hiểu đó. Mình phải tìm hiểu. Vậy thì làm sao để mình biết đâu là cái mình giỏi? Thì cái mình giỏi ở đây là thông thường á, để đánh giá một người là giỏi hay không á, nó phải có cái sự gọi là sự so sánh. Không phải có hệ quy chiếu. Thí dụ bạn A có thể giỏi nhất lớp 10A1, nhưng mà bạn A có thể là người học tầm tầm trong trường thôi, rồi lớp 10A1 không có giỏi. Thì ở đây là mình phải thông qua quá trình mình trải nghiệm thử cái này trước đã. Mình trải nghiệm thử, mình tham gia những cuộc thi, hoặc là mình tham khảo những cái nhận xét từ những người đi trước, những cái người bậc thầy trong ngành này, để xem thử coi mình có cái khả năng trong cái lĩnh vực này hay là cái kỹ năng này mình có hay không. Ví dụ bạn muốn bạn có giỏi hay không, một là bạn đi học vẽ, hai là bạn phải tham khảo từ những cái người đi trước, những người giỏi nhận xét tranh cho bạn. Không thể nào bạn đưa tranh của bạn lên mạng rồi bạn được vô số những người vẽ tầm bạn trở xuống hoặc là không biết vẽ nhận xét bạn vẽ giỏi thì chưa chắc bạn vẽ giỏi. Ý ở đây là bạn phải trải qua một quá trình trải nghiệm vừa vẽ, vừa đá banh, vừa coi phim, vừa nghe nhạc, vừa chơi đàn, đủ thứ trên đời. Rồi bạn phải trải qua quá trình đưa cho nhiều người nhận xét, trải qua nhiều cái nhận xét khác nhau, bạn mới biết được rằng bạn có thật sự giỏi cái này hay không. Mà hiển nhiên nó chỉ là bước đầu thôi, cái giỏi đó chỉ là bước đầu thôi, còn nhiều nhiều bước khác nữa. Anh Chí, theo anh thì trong bốn cái yếu tố mà anh đã nói là yếu tố thích nè, rồi giỏi cái đó nè, rồi kiếm tiền được và làm công việc đó xã hội cần thiết đến mình, thì trong bốn yếu tố này thì yếu tố nào là quan trọng nhất để mà mình lựa chọn cái ngành nghề? Thì để xét yếu tố nào quan trọng nhất thì mình phải xem thử, tức là mình xét hẹp thôi, đó là các bạn học sinh lớp 11, 12 thôi ha. Dạ, vâng. Hoặc là các bạn năm nhất, năm hai đại học đi. Còn các bạn kiểu như lớn tuổi hơn ba mấy, 40 rồi thì sẽ có những cái yếu tố cần thiết khác so với các bạn trẻ. Thì mình tập trung vào các bạn trẻ thì quan điểm của anh ấy, cái quan trọng nhất là yếu tố sở thích và năng lực. Đó gần như là yếu tố cốt lõi của con người khi mà mình chọn ngành, nó là yếu tố bên trong ấy. So với nhu cầu xã hội hay là ai trả tiền cho mình thì là yếu tố bên ngoài. Thì cái việc sở thích và năng lực nó là yếu tố bên trong, yếu tố cốt lõi, và mình hoàn toàn có thể làm chủ được trong cái thời điểm này. Đó, mình hoàn toàn có thể sở hữu được những cái kỹ năng, và mình hoàn toàn có thể là list ra được những cái sở thích là mình thích gì, thích nhạc, thích vẽ, thích thể thao,
hay là thích chinh phục bất kỳ những cái bài kiểm tra, những cái thử thách nào đó, tức là những cái sở thích phải ghi nhỏ ra, tức là khi mình làm cái việc này việc kia và mình cảm thấy khoái cảm là mình rất là thích thì mình nên list ra, dù là việc nhỏ nhất, chứ không có nên là những cái sở thích chung chung như mọi người thích nghe nhạc thì ai cũng thích cả, nhưng mà thích làm cái gì trong việc nghe nhạc đó hay là thích nghe thể loại nhạc gì luôn, để mình list thật là nhỏ ra. Rồi yếu tố năng lực thì sở thích đó, liệt kê đó, anh Trí mà liệt kê có thể 100 cái sở thích, nhưng mà những cái việc mà anh Trí giỏi tổng hòa lại có thể liệt kê khoảng 5-6 cái, có tạm gọi là dưới 10 á. Còn nếu mà mình nói mình giỏi hơn 10 cái thì hơi quá ha, chắc có lẽ là thiên tài, anh Trí không phải thiên tài. Thì mình list lại thì thành ra là trong 100 cái mình thích có 6 cái mình giỏi, 5 cái mình giỏi, ồ vậy là nhiều đó. Vậy thì mình đã có thể list ra được 5 cái ngành, cái nghề tương ứng rồi. Rồi sau đó đi, sau đó thì mới quan tâm tới việc xã hội có cần hay không, rồi sau này ai sẽ trả tiền cho mình. Nhưng mà hai cái yếu tố sau á, xã hội cần và việc trả tiền á, thì mình có thể xem xét trong suốt quá trình học đại học cũng được, chứ không có nhất thiết phải là bây giờ. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là sở thích, năng lực. Hay nói như anh Khoa, sở thích mà cộng với năng lực, kỹ năng á, thành đam mê. Thì cái quan trọng nhất bây giờ là đam mê đó, xác định đầu tiên. Tại vì đam mê nó sẽ theo mình lâu dài đúng không ạ? Đúng rồi. Tức là đến có những cái mẫu chuyện tiểu thuyết ấy, nói kể về cả cuộc đời một người, sau nhắm mắt lại thì người ta nhớ cái gì nhất ấy, thì người ta luôn luôn canh cánh trong lòng cái đam mê. Thì đó là cái yếu tố quan trọng nhất đối với các bạn trẻ. Muốn chia sẻ khác nữa là về vấn đề đam mê. Thì nãy giờ ba người mình đang xoáy mạnh vấn đề đam mê đúng không? Nhưng mà mình nói đam mê rất là quan trọng, thì nó giống như là một con dao hai lưỡi vậy đó. Thứ nhất, đam mê rất là quan trọng, mình luôn lấy nó làm kim chỉ nam của mình, là thứ mình vừa giỏi vừa thích. Tuy nhiên có nhiều bạn học viên, có nhiều bạn nhỏ, bạn trẻ coi cái đam mê là một cái kim chỉ nam một cách tương đối sai lầm. Có nghĩa là các bạn đang ngộ nhận mọi thứ đều là đam mê. Các bạn, khi các bạn vào lớp vẽ, các bạn nói với anh, với mọi các anh chị khác là các bạn đam mê vẽ. Tuy nhiên là nhìn các bạn vẽ là tụi anh biết rằng cả đời các bạn chưa từng vẽ được mấy bức cả. Bạn không thể nào bạn kêu là bạn bắt đầu từ con số 0 khi đi học vẽ, nghĩa là bạn chưa từng vẽ bao giờ cả. Vì nếu bạn đam mê vẽ là bạn phải vẽ trước đó rồi. Ngày xưa trước khi mình đi học vẽ là mình đã vẽ 4-6 năm rồi, rồi mình mới đi học vẽ, chứ không phải là mình bước vào học vẽ khi mình chưa có gì cả. Và thậm chí ngày xưa mình còn không nghĩ mình đam mê vẽ nữa, mình chỉ biết là mình giỏi nó rồi mình sẽ theo nó thôi. Thì ở đây mọi người muốn chọn ngành dựa vào đam mê thì mọi người phải tìm hiểu nó trước, phải trải qua trải nghiệm nhiều lần, phải thử làm nó trước, phải được tham vấn từ những người đi trước, phải được nhận xét, thì mình mới chứng tỏ rằng cái mình thích nó có giỏi thì mình mới đam mê được. Và trước khi bắt đầu tìm hiểu vào ngành này, đi học những cái kỹ năng này thì bạn phải làm trước ở nhà rồi. Bạn phải hát trước ở nhà rồi bạn mới đi học ngành ca sĩ được. Bạn không phải nào bước vào trường nhạc viện bạn kêu là em thích hát, xong rồi bạn chưa hề biết hát bao giờ, chưa hề hát bao giờ. Thậm chí là nhiều người vào nhạc viện là người ta chỉ học thêm thôi, chứ đó người ta đã đi hát ở phòng trà hát giỏi rồi, người ta mới vào nhạc viện người ta học thêm. Thì môn vẽ cũng vậy, bạn muốn đam mê vẽ, muốn vẽ đẹp, bạn phải trải qua nhiều năm tháng ở nhà vẽ truyện tranh, vẽ anime, vẽ thử n thứ rồi bạn mới đam mê vẽ được. Chia sẻ của mình là như vậy ha, để nói rõ hơn về vấn đề đam mê. Tức là anh Khoa, ý anh Khoa nói sẽ có rất là nhiều sự ngộ nhận xoay quanh cái từ đam mê á. Thì tại vì báo chí hay viết rất là nhiều từ về đam mê, nhưng mà hầu như là sẽ trùng nghĩa đam mê với sở thích nhiều hơn. Tức là mình cảm thấy hơi thích, nhưng mình gọi là mình đam mê. Nó cứ nhập nhằng giữa hai cái khái niệm đó. Giống như đam mê thần tượng vậy đó. Tức là mình sẽ hơi bị ngộ nhận vấn đề đó một tí. Đặc biệt là ở cái tuổi mày gọi là tuổi trẻ đi ha, 18 tuổi, 16 tuổi thì thường là hành động theo cảm tính nhiều hơn á. Nhiều hơn là suy nghĩ, cho nên cái việc ngộ nhận sẽ xảy ra thường xuyên à. Mình chỉ cần ví dụ vậy thôi, tức là bạn ấy xin mẹ đi học vẽ. Ban đầu bạn ấy hơi thích vẽ thôi. Bạn thấy các bạn khác ngồi trong lớp vẽ cảm thấy hơi ngầu, hơi chiêu chiêu sướng quá. Bạn ấy cũng nói ba mẹ là con muốn đi học vẽ. Sau đó ba mẹ thì thừa biết
hiểu biết tính nhỏ này rồi hả? Cả thèm chống chán. Đúng rồi, tức là nói thích vậy thôi nhưng mà thực ra không thích đâu, hoặc là thực ra chỉ làm hơi hơi thôi, vậy thì thôi không cho, tốn kém lắm, kinh tế nhà mình không có đủ để mà học vẽ. Thì ba mẹ nói một vấn đề rất là hợp lý, nhưng ở tuổi đó thì các bạn sẽ thường hơi hay cãi lại, không, con đam mê vẽ, con phải theo đuổi sự nghiệp. Tức là vì cái chất xúc tác của ba mẹ mà các bạn ấy lại đẩy theo cái chuyện, đẩy một cái sở thích lên thành đam mê, thành một cái gọi là sự nghiệp và nghề nghiệp tương lai luôn, trong khi chỉ vì chất xúc tác của ba mẹ thôi. Tại vì ở lứa tuổi đó rất là dễ bị tác động. Đúng rồi, càng cản thì càng muốn làm. Đúng rồi, càng cản là mình càng muốn xông tới để mà chinh phục cái đam mê đấy. Và mình đã chứng kiến rất là nhiều bạn sau này sẽ bỏ cái ngành liên quan tới năng khiếu luôn, chỉ vì những cái tâm lý ban đầu như vậy, vì mình ngộ nhận đó không phải là đam mê của các bạn. Vậy thì có nhiều bạn á, thì có cái sở thích sẵn rồi, nhưng mà nếu mà có nhiều bạn không biết là mình đam mê cái gì, không có sở thích gì đặc biệt, thì bây giờ phải làm sao? Làm sao để bạn đó suy nghĩ được là chọn ngành thế nào? Thì trước tiên là mình phải biết mình thích gì đã ha. Cái này chắc là các bạn phải tìm được chứ. Tức là mình cũng phải biết mình thích cái gì đã, hoặc là mình thích quá nhiều thứ nên mình không biết thích cái gì nhất. Thì ít ra là mình cũng liệt kê được nhiều thứ đó là nhiều thứ gì. Tức là mình liệt kê cụ thể ra ha. Chứ không có nên là mình nói là mình không thích gì hết. Không thể nói là bị cái tình trạng đó được. Tại vì chắc chắn là nếu mà bị tình trạng đó thì bạn đấy đang bị một vấn đề tâm lý gì đó. Tức là mình cảm thấy chán thế giới này. Thì chắc chắn phải tìm ra được là trong lúc nào đó, khoảnh khắc nào đó mình cảm thấy hứng thú với một việc làm gì đó thì mình nên liệt kê việc đó ra. Rồi thì mình liệt kê hết các những yếu tố mình thích rồi á, thì mình sẽ như anh Khoa nó sẽ trải nghiệm, mình sẽ đi trải nghiệm những cái sở thích đó có thực sự là phù hợp với mình hay không ấy. Thì mình phải trải nghiệm ở đâu. Ví dụ mình thích vẽ thì mình vẫn có thể xin các anh chị vào trường đại học mỹ thuật, mà mình biết trường đại học mỹ thuật rất là thoải mái người ngoài. Mình có thể xin các anh chị vào xem các anh chị đó vẽ, xem anh chị đó vẽ, chứng kiến các anh chị đó vẽ. Tức là mình phải đứng trong cái xưởng thực sự luôn á, chứ không thể nói mình thích vẽ chỉ là thích cái những cái hình chụp người ta đang vẽ nhìn đã quá. Thì hình chụp lúc nào nhìn cũng mê ly hết. Nhưng mà thực ra bước vào xưởng các bạn sẽ thấy vệ sinh, vấn đề mùi hương, rồi vấn đề mồ hôi nóng nực các kiểu trong xưởng, chứ không phải lúc nào cũng thoải mái đâu. Và các anh chị trải nghiệm một cái bài vẽ như vậy phải mất từ 4 tới 8 tiếng đồng hồ. Vậy thì mình phải đứng ở trong đó 4 tới 8 tiếng đồng hồ, có được không? Có kiên trì, có kiên nhẫn hay không? Đấy, thì mình phải thử mới biết được là mình có thực sự thích môn vẽ hay không. Ok, nếu mình đi vào xưởng vẽ một ngày thôi mình thấy không, nơi này không thể dành cho mình được, mình không thể sống trong một nơi như vậy được. Ok, mình về mình đứng vẽ. Rồi thì mình về mình gạch cái chữ yêu thích vẽ đi ha, đam mê vẽ đi, mình sẽ gạch đi. Ok, cái đó không hợp với mình đâu. Thì cái việc mà chọn cái ngành và cái nghề, cái năng lực của mình á, xác định năng lực của mình, nó đến từ cuộc sống tự nhiên nhiều hơn, và tự mình chủ động đi tìm kiếm nhiều hơn là mình phải vô trường đại học thì trường đại học dạy cho mình cái kỹ năng đó rồi mình mới giỏi. Không, mình tự đi tìm kiếm và chủ động trước đó rồi, cho nên là các bạn mới ban đầu chỉ vạch ra được hàng trăm cái sở thích như vậy á, thì các bạn đi thử. Là sở thích, mình có những cái sở thích xong rồi mình sẽ trải nghiệm nó để mình xem thử là mình có giỏi cái đó không, rồi nó có phù hợp với tương lai mình không. Đúng rồi, mình thử ha, mình thử cái môi trường trước, thử trải nghiệm trước. Và như mình nói là đi tham quan xưởng vẽ đấy, thì cần thiết là mình cầm cọ luôn để mình xem cái cảm giác như thế nào, chứ không thì chỉ mình nhìn không được. Tức là ở đây trải nghiệm có nghĩa là càng sâu sắc càng tốt, trải nghiệm càng nhiều cái giác quan của mình trải nghiệm càng tốt. Mà không thể xem qua hình được, không thể xem video không được. Thì giống như vấn đề này mình nói đi cũng nói lại, ví dụ như bây giờ các bạn chỉ còn 4 tháng nữa là thi đại học rồi, 3 tháng nữa khoảng đó, thì nếu mà các bạn trải nghiệm nhiều quá bây giờ thì cũng hơi khó cho các bạn, đúng không? Có những bạn bây giờ biết mình thích cái gì rồi, hoặc là vừa thích vừa giỏi là bằng đam mê á, thì tốt. Nếu bạn vẫn chưa biết, vẫn chưa list ra được nhiều thì không sao cả. Các bạn cứ chọn cái nào mà các bạn cảm thấy phù hợp nhất. Nó cân bằng cả hai yếu tố là các bạn thích và các bạn giỏi, hoặc là cả các xã hội cần mà các bạn kiếm tiền được. Rồi bạn cứ chọn, thi đi, đậu vào trường học.
thì những cái tụi mình đưa ra lời khuyên nãy giờ các bạn không chỉ áp dụng bây giờ mà còn áp dụng trong những năm học đại học nữa. Cái bạn chọn khi thi đại học chưa phải là cái cuối cùng, cũng chưa chắc là cái đúng nhất. Cứ thử nghiệm trong những năm học đại học là trải nghiệm nhiều hơn nữa. Nếu nó đúng luôn thì tốt, nếu nó chưa đúng lắm thì mình xem thử coi liệu rằng ra trường mình có thể học thêm không. Và nếu mình thấy nó khác hoàn toàn luôn, hoặc là mình thật sự đam mê một thứ khác, giống như ngày xưa anh nhận ra một điều rằng thật sự anh không hề thích tí gì về kiến trúc cả, anh thích xem hình kiến trúc thôi. Và anh thật sự thích vẽ nhiều, anh có khả năng vẽ nữa, anh quyết định anh thi lại. Thì nếu bạn thật sự biết bạn đam mê gì rồi, chắc chắn là bạn biết bạn đam mê gì rồi thì hãy cứ thi lại. Có nghĩa rằng mình chưa chọn được bây giờ thì tương lai chọn lại cũng được. Vì đây là một trong những cái mà nghề nó sẽ gắn bó với mình trong khoảng thời gian lâu dài nữa. Nên là đừng có ngại vấn đề chọn lại. Nếu không được thì cứ chọn lại, không sao cả. Và bên cạnh đó thì vẫn có một số người đó là cũng không hoàn toàn biết mình thích gì hết. Hoặc là cái mình thích cũng không hề có một cái nghề gì tương ứng cả. Thí dụ chỉ thích sưu tầm tem thư thôi, thích sưu tầm đồ cổ, thích chơi xe hơi, những cái mua những cái mô hình xe về. Rõ ràng là những cái đó chưa chắc kiếm được nhiều tiền. Thì mình vẫn có những người bạn như vậy, họ vẫn duy trì cái sở thích đó bằng cách là họ kiếm cái năng lực nào đó của họ giỏi nhất, họ làm cái nghề đó, họ kiếm sống mỗi ngày, thậm chí dư dả nhiều là đằng khác. Xong họ lấy cái phần dư dả đó họ nuôi sống cái đam mê của họ, tại vì cái đam mê của họ không kiếm tiền được. Thì đó, có nhiều lựa chọn cho các bạn chọn. Các bạn có thể sống theo đam mê. Nếu bạn biết được đam mê bạn là gì, hoặc bạn có thể lấy cái khác nuôi đam mê của bạn. Hoặc một trường hợp khác nữa, có một số bạn rất là thích vẽ nhưng vẽ không có đẹp. Có nghĩa là ví dụ như là tốn rất là nhiều thời gian để có thể vẽ được. Tại vì đôi khi nó có một số thứ gọi là về nhận thức về không gian hay gì của bạn nó không tốt. Nhưng mà các bạn đừng vội bỏ cuộc. Mình biết một bạn kia vẽ không có đẹp lắm, thì mấy năm mới đậu, 2 năm mới đậu. Tuy nhiên bạn đó vẫn đang học trường mỹ thuật và đang mới tốt nghiệp rồi. Có nghĩa là nếu mình thật sự thích nó gọi là bằng tất cả mọi thứ mình có thể có được, hàng ngày đều muốn làm nó, mỗi ngày đều muốn suy nghĩ về nó, thì bạn cứ cố gắng luyện tập đi. Vì mình tin rằng tất cả mọi thứ đều có thể luyện tập được hết. Xuất phát điểm mỗi người khác nhau, tuy nhiên chưa biết là ai đến đích đến trước đâu. Quan trọng bạn phải nỗ lực. Nếu bạn đam mê, bạn thích nó lắm nhưng bạn chưa quá giỏi và vẫn muốn làm nó, thì cứ cắm đầu vào làm đi, không có vấn đề gì phải lo lắng cả. Dù có lỡ trường hợp xấu nhất mình phải thi thêm một vài năm nữa thì cứ làm cho tới cùng, vì đây vẫn chỉ là một lựa chọn trong cuộc đời các bạn thôi. Các bạn còn có thể vô số là lựa chọn khác nữa mà, không sao hết. Mình biết anh kia thi y 8 năm trời là không sao đâu các bạn, không sao đâu. Okay. Thì vấn đề chọn lại á, thì mình cũng có chia sẻ luôn á, đó là ở đây ba người chúng ta đều là ba người chọn lại những ngành nghề á. Bây giờ mình kiếm sống bằng nghề dạy học ha, mặc dù là anh Chí học kiến trúc mà có bằng thạc sĩ luôn đúng không anh? Thì nói về cái việc mà lựa chọn kiến trúc của mình lúc đó thì mình cũng thích kiến trúc, nói thật là một cái sở thích rất trẻ con. Thì lúc đó cũng bằng tuổi các bạn bây giờ thôi, một cái sự lựa chọn khá là non nớt, mình sẽ thi vào kiến trúc. Thì trong quá trình học kiến trúc đến năm 2, năm 3 thì mình cảm nhận được ấy, là mình không có thích lắm. Nhưng mà mình không có nghĩ tới cái hướng là sau này mình sẽ không làm kiến trúc đâu. Mà là mình cứ nghĩ là mình không thích lắm là do bây giờ thôi, tương lai ngành kiến trúc có thể kiếm được nhiều tiền, mình cũng có thể theo đuổi được. Đấy. Thì sau đó trong khoảng thời gian mà cứ học, mình cảm thấy mình không thích, rồi mình cũng học hết, mình vẫn quyết tâm học hết. Tại vì sao? Mình biết trường kiến trúc cho mình rất là nhiều kỹ năng, chứ không phải là mình... Và trường kiến trúc rất là tốt, một trường mà đáng mơ ước của rất nhiều người, và cho mình rất là nhiều kỹ năng khác, mà chính những kỹ năng đó đang phục vụ cho mình bây giờ luôn á. Tuy là mình không dùng kỹ năng thiết kế mà trường kiến trúc dạy thôi, nhưng mà mình vẫn dùng rất nhiều kỹ năng như làm việc nhóm, kỹ năng quản lý, kỹ năng... có thể kỹ năng gọi là... Túm lầy chạy deadline đúng không? Tức là rất là nhiều cái kỹ năng mà trường kiến trúc đã trao dồi cho mình để phục vụ cho công việc giảng dạy của mình bây giờ. Thì rõ ràng là sau khi ra trường, không phải sau khi ra trường nữa, mình bắt đầu đi dạy từ năm 2 đại học lận. Tức là từ năm 2 đại học mình đã đổi ngành rồi đó mọi người. Nhưng mà mình không biết là mình sẽ theo ngành này luôn đâu.
Nhưng mà sau khi mình qua việc dạy á, mình cảm thấy được năng lực của mình phát huy tốt nhất trong việc giảng dạy. Khi mình nói thì nhiều người hiểu và nhiều người thích cách giảng dạy của mình cảm thấy được như vậy á. Tức là mình trải nghiệm rồi thì mình mới rút ra được là à, cái nghề này có vẻ hợp với mình hơn là nghề kiến trúc. Thì lúc này mình đã có một cái sự khẳng định, đó là mình sẽ theo nghề dạy học, là làm giảng viên đại học. Rồi tuy nhiên đó là thời điểm này, một người có thể có rất là nhiều ngành nghề chứ không hẳn là mình chỉ có làm một ngành thôi. Và giả sử 3 năm nữa mình làm một ngành khác, nghề khác, hoặc là mình quay lại nghề kiến trúc đi, thì điều đó cũng không có phải là gì quá bất ngờ hết. Tại vì lúc đó mình cảm thấy năng lực của mình đáp ứng đủ, niềm đam mê của mình lúc đó đặt dành cho cái nghề hiện tại lúc đó mình vẫn làm được, và mình vẫn song song với nghề dạy học được, mình có thể làm được nhiều ngành. Thì rõ ràng mình có thể kết luận đó là cái sự lựa chọn của các bạn bây giờ á, không hẳn là sự lựa chọn cuối cùng. Chúng ta còn rất nhiều lần thay đổi sự lựa chọn. Tuy nhiên, mỗi lần lựa chọn như vậy chúng ta nên trách nhiệm với sự lựa chọn của mình, chứ đừng nghĩ là chúng ta còn nhiều phương án A, B, C, D, A, F mà bây giờ chúng ta chọn đại. Nói đi, chúng ta nói lại, tức là chúng ta chọn, mỗi lần lựa chọn chúng ta nên nghiêm túc và nên đi tìm, nên đi suy xét tất cả các yếu tố, như mình nói lúc nãy là 4 yếu tố để mình lựa chọn, để hạn chế số lần chọn đi chọn lại. Tại vì cứ mỗi lần học lại đại học là các bạn biết rồi đó, rất là mất thời gian, mất rất nhiều tiền bạc. Đúng rồi. Một lần học là 4-5 năm rồi, sao mà học 3-4 lần được. 6 năm rồi nè mọi người. Anh tính... Tí học 7 năm lận mọi người ơi. Tính lại là em sẽ học 8 năm lận. Em cũng nghe năm đó Thảo. À, anh cũng học 8 năm đúng không? 9 năm. Thì đó là những cái chia sẻ giờ của anh Chí ha. Rồi không biết là mình còn cái chủ đề gì để bàn trong cái này không ta? Thì bây giờ có nhiều bạn đó là kiểu có nhiều sở thích khác nhau anh. Thì các bạn muốn học nhiều ngành khác nhau, có thể có nên chọn nhiều ngành khác nhau để học không? Đôi khi có theo kịp không? Cái việc mà các bạn chọn nhiều ngành đấy, nếu mà xuất phát từ việc các bạn có nhiều sở thích khác nhau thì anh khuyến khích là tốt. Nhưng mà nếu các bạn xuất phát từ việc là các bạn đang chọn để làm backup plan, để làm những cái phương án dự phòng, nó dễ vô. Thí dụ các bạn cảm thấy chọn ngành kiến trúc của trường này cao điểm rồi, các bạn quyết định chọn thêm ngành thiết kế đồ họa của trường khác thấp điểm là dễ vô, thì đôi khi nó không hợp lý cho lắm, tại vì thiết kế đồ họa với kiến trúc nó hơi xa nhau á. Thí dụ kiến trúc với nội thất với quy hoạch với cảnh quan cùng một tổ hợp nhóm ngành với nhau, ok, ngành giống nhau chọn sao cũng được. Thiết kế đồ họa, thiết kế công nghiệp, thiết kế thời trang nó cùng tổ hợp gần nhau chọn sao cũng được. Nhưng bây giờ mà từ thiết kế đồ họa qua kiến trúc là hơi xa rồi, có bạn còn chọn kiến trúc thiết kế thời trang nữa, làm thế nào không liên quan luôn á. Ý là vậy, có nghĩa là mình đừng nên lấy cái backup plan nó quá xa vời như vậy. Mình có thể chọn một cái kế hoạch dự phòng ở một cái trường khác, ngành gần giống thì tốt hơn. Để ví dụ không đậu trường này, còn đậu được một trường khác, ngành gần giống để mình trải nghiệm. Còn nếu bạn là nữ á, thì anh nghĩ không có gì phải lo lắng cả. Vì nếu là nam như anh hay ai đó khác, rớt một phát là mình được vẫy gọi về những nơi xa xôi, được trèo đèo lội suối vác súng mỗi ngày thì mình hơi sợ thiệt, hơi mệt thiệt. Tuy nhiên đó, nếu mà bạn là nữ thì đâu có lý do gì đâu, lỡ bạn bị trễ một năm thì bạn cứ chọn lại thôi, vì nếu ngành đó là ngành là bạn đam mê thì mình theo tới cùng chứ, đúng không? Đâu có vấn đề gì phải lo nên không nên chọn những ngành mà quá xa nhau nha, đừng có đứng núi này trong núi nọ. Nói chung là đừng có vì mà cho cái đó là kế hoạch dự phòng xong rồi mình chọn cái đó. Đúng rồi, đừng có con là kế hoạch dự phòng tội nghiệp đó. Nhưng mình... kiểu là quen một người xong quen thêm đứa nữa dự phòng thì nó ghê lắm. Đam mê chỉ dành cho một tới hai chỗ thôi, nhưng mà nó nên gần nhau ấy các bạn. Nói chung là yêu hai người nhưng nó nên cùng gu với nhau. Nói chung là thật ra vấn đề là bạn không thể nào bạn vừa rất là khó cho bạn vừa đam mê vẽ vời vừa đam mê ngành vật lý. Vẫn có nha, đó là trường hợp ít rồi, vì bạn đã rất là đam mê vẽ rồi, ngày nào bạn cũng vẽ thì lấy đâu được bao nhiêu thời gian để bạn đam mê cái môn vật lý hay môn toán của bạn nữa. Chắc gì bạn có thời gian để bạn làm nó giỏi mà đam mê được, đôi khi chỉ là thích thôi. Giống như ngày xưa mình cũng khá là thích môn toán, mình giải toán khá là nhiều, giải toán cũng sương sương cũng được á. Tuy nhiên là đôi khi mình thì thích suy luận thôi chứ mình không có quá thích ngành toán đến như vậy đâu, nên không nên chọn ngành quá xa đâu. Vậy thì cái phần này mình tổng kết lại á, thì là
mình sẽ có 4 cái yếu tố để mà bạn lựa chọn ngành nhé. Đó là theo sở thích nè, theo cái năng lực của bạn, ngành đó có kiếm được tiền hay không và xã hội có cần nó hay không. Và trong đó thì cái yếu tố là sở thích và cái năng lực là hai yếu tố quan trọng nhất. Và lưu ý không nhầm lẫn giữa sở thích và năng lực, không nhầm lẫn giữa sở thích và đam mê chứ. Tức là bạn phải suy xét, bạn phải trải nghiệm nhiều, cũng như là suy xét những cái ý kiến của những cái người xung quanh. Và nhưng mà kết luận lại, khi mà bạn chọn ngành á thì là tự bạn chọn, để sau này bạn không có hối hận về cái quyết định của mình. Rồi, cái phần chọn ngành đấy là xong ha. Và bây giờ mình sẽ sang phần tiếp theo, đó là mình sẽ chọn trường. Vậy thì chọn trường, chọn như thế nào cho đúng? Nói chung là có nhiều trường để mình chọn đúng không? Trường công nè, trường tư nè, rồi mức học phí của các trường nè, rồi danh tiếng của các trường nữa. Thì anh Chí, theo anh thì chọn trường như thế nào? Thì mình nên chọn trường như thế nào? Ok. Thì rõ ràng sau khi mình đã chọn được ngành rồi á, thì mình phải chọn trường có cái ngành đó ha. Nhiều bạn chọn ngành xong rồi sau đó thì chọn cái trường nó không có ngành đó. Hoặc là cái ngành nó khá là xa. Thì ở đây có một cái vấn đề, đó là cũng là một ngành thiết kế đồ họa. Mình ví dụ thẳng luôn, ngành thiết kế đồ họa thì có trường sẽ dạy theo hướng này, có trường sẽ dạy theo hướng kia, chứ không hẳn là các ngành, không hẳn là các trường đều dạy ngành thiết kế đồ họa giống nhau. Đặc biệt là ngành thiết kế đồ họa là cực kỳ rộng. Đấy, thì mỗi trường sẽ có một cái hướng và có một sở trường nhất định, có một quan điểm đào tạo nhất định. Mình phải tìm hiểu là nội dung dạy của trường đó có hợp với hướng đi của mình hay không. Đấy là một yếu tố quan trọng. Tức là hay nói cách khác là mình chọn là hay nói cách khác là mình chọn trường nó có phù hợp với cái ngành của mình đang dự định ban đầu hay không đấy. Tiếp theo nữa là mình phải suy xét vấn đề học phí. Vấn đề học phí của trường đó, tại vì mình sẽ theo trường đại học cho tới 5 năm thì sẽ có những trường học phí tới cả 100 triệu một năm lận. Nếu mà ngành thiết kế đồ họa vẫn có những trường như vậy, những trường quốc tế. Thì nếu như mình suy xét kinh tế gia đình của chúng ta đủ, điều đó không là vấn đề. Ok, thì mình hoàn toàn thoải mái trong việc chọn trường, mình bỏ qua vấn đề kinh tế để chọn. Nhưng nếu như chúng ta là một gia đình khá hoặc là thu nhập dưới mức khá, thì chúng ta nên cân nhắc vấn đề học phí là một vấn đề quan trọng. Tại vì ba mẹ sẽ trả tiền học phí cho chúng ta, hoặc là chính chúng ta phải nai lưng đi làm để trả tiền học phí đó, và sẽ ảnh hưởng đến thời gian học, ảnh hưởng đến chất lượng học rất là nhiều. Nên là chúng ta phải suy nghĩ đến vấn đề học phí nữa. Thì rõ ràng là học phí công lập sẽ thấp hơn học phí tư thục rồi đó. Thì mình có thể xem xét là mình sẽ thi vào công lập để mà chọn mức học phí rẻ. Hoặc là nếu mà kinh tế gia đình không quan trọng thì mình thi vào trường tư thục để cái việc thi đầu vào nó có thể dễ hơn. Và ngoài ra thì trường tư nó cũng có cơ sở vật chất khá là tốt nữa. Giống như vấn đề mà này theo anh Khoa thôi nha. Vấn đề chọn trường á, theo mình thì học phí là quan trọng nhất. Gia đình bạn kiếm không được nhiều tiền, bạn chọn một trường như Văn Lang hay là ghê hơn là trường RMIT được. Khi đó bố mẹ bạn phải nai lưng làm kiếm tiền cho bạn, rồi bạn phải đi làm thêm để kiếm tiền để đóng học phí. Ảnh hưởng tới việc học của bạn, ảnh hưởng tới sức khỏe của bố mẹ bạn, tới cuộc sống của cả gia đình bạn, thì như vậy là không có nên. Nói chung hãy suy nghĩ về học phí đầu tiên trước khi suy nghĩ về những vấn đề khác. Vì những trường đào tạo bây giờ thì môi trường học không phải là gọi là tệ được, cho nên là học phí là yếu tố cần phải cân nhắc đầu tiên. Mình nên kiểu nên thoải mái về cái vấn đề tiền nong để có thể tập trung vô cái việc học của mình, chung là cái việc đầu tư cho bản thân. Thì có nhiều tiền dư ra mình có thể học thêm cái khóa bên ngoài. Thì lúc đó là chất lượng đào tạo, chất lượng học của mình sẽ tốt hơn nữa. Nên là vấn đề kinh tế là suy xét, đáng phải suy xét đấy. Vấn đề kinh tế ảnh hưởng rất là nhiều đến việc chọn trường. Vậy theo anh Khoa thì có sự khác biệt nào giữa các cái trường đào tạo hiện nay, đào tạo cùng cái ngành thì cũng có sự khác biệt nào không anh? Sự khác biệt ấy, thì chắc chắn là có rồi. Nếu bạn đã học phí nhiều, bạn sẽ vô được một ngôi trường có cơ sở vật chất tốt, chương trình học có thể là tốt hơn. Mình dùng từ có thể chưa phải chưa chắc nha. Mà vô trường học phí ít hơn thì cơ sở vật chất không tốt bằng, thì chắc chắn là những cái như thư viện, những cái hỗ trợ bạn không tốt bằng. Tuy nhiên á, như anh Chí nói hồi nãy,
với số tiền mình bỏ ra cho một ngôi trường 100 triệu, mình bớt số tiền đó đi, mình có thể học thêm nhiều khóa bên ngoài thì mình sẽ vẫn bù lại cái phần cơ sở vật chất bị thiếu của ngôi trường, đóng tiền học phí ít hơn. Và thật ra những cái trường công khi mà người ta dạy thì người ta sẽ thu học phí ít do đã có nhà nước hỗ trợ tiền học phí cho các bạn rồi, thì những trường công dạy vẫn tốt thôi. Và thời điểm hiện nay á thì không thể nào mà có trường đại học nào dạy dở được. Mình chỉ đang xét là có những trường có thế mạnh về cơ sở vật chất, có những trường có thế mạnh về giảng viên lâu năm lâu đời truyền thống, có những trường có thế mạnh vì đây là môi trường năng động trẻ trung, giảng viên trẻ, giảng viên dễ tiếp thu những cái khoa học kỹ thuật mới, thì bạn sẽ tìm hiểu vào những trường đó, bạn xem thử cái môi trường nào phù hợp với bạn. Chứ thật ra là không có khác biệt gì về mấy trường đó đâu, thì tại như vậy. Tại vì sinh viên trường Anh Lang ra đời đi làm vẫn tốt so với sinh viên trường kiến trúc, dẫu cho người ta vẫn nghĩ kiến trúc tốt hơn. Tuy nhiên mình đi học chung với nhiều bạn trường Anh Lang, mình từng qua trường Anh Lang phụ bài kiến trúc rồi, các bạn làm bài trâu hơn nhiều, rất là trâu, rất là khỏe, làm bài rất là giỏi, suy nghĩ rất là tiến bộ, tiếp thu rất là tốt luôn. Nên là cái quan trọng nhất là bản thân bạn có học hành siêng năng hay không, chứ còn không thể đổ cho trường mình là trường mình dạy không tốt được. Là như vậy, là cái ở chủ yếu là ở cái bản thân mình chứ không phải là chỉ là cái môi trường học của mình không. Vậy thì có nhiều người nghĩ là kiểu tốt nghiệp với trường công với trường tư thì ra đời cái việc xin việc nó cũng ví dụ khó khăn hơn giữa cái trường. Có trường có danh tiếng thì nó lại dễ xin việc hơn, thì liệu cái suy nghĩ này có đúng không? Anh Chí có thể trả lời giúp em câu hỏi này được. Thì theo như quan sát của mình thì mình cảm thấy là hiện tại bây giờ cái sự cách biệt về việc đào tạo giữa trường tư và trường công ấy nó cũng không còn quá xa nhau. Có thể thẳng thắn luôn là có nhiều trường tư đào tạo tốt hơn trường công lập nữa. Cho nên á, là nếu mà nhà tuyển dụng chỉ nhìn vào tấm bằng là tư thục hay công lập để mà tuyển nhân sự á, thì thực ra là người ta đang có một cái suy nghĩ khá là thiếu khôn ngoan á. Thì mình thấy các bạn mà tốt nghiệp cái ngành thiết kế này nè, cái điều quan trọng nhất không phải là tấm bằng ghi gì, mà là những sản phẩm bạn ấy từng thực hiện trong quá trình học tại trường cũng như là quá trình công tác về sau, tạm gọi là một cái portfolio á, hồ sơ năng lực của mình. Các bạn có thể up trên Behance nè, up trên Isuzu nè, hoặc là mình làm thành một cái cuốn portfolio tuyển tập tất cả những sản phẩm để chứng minh năng lực mình đã từng làm. Thì mình không xét tới yếu tố là nhiều bạn là lấy những cái công trình người khác để vô trong đó ha, nhưng mà mình sẽ xét tới cái năng lực thật sự nhà tuyển dụng sẽ nhìn vào đó để đánh giá chúng ta, như là một yếu tố tiên quyết luôn á, chứ không phải là bạn nhìn tấm bằng của bạn là tốt nghiệp từ trường công hay là trường tư. Đấy, còn lại portfolio là một phần rồi, trong suốt quá trình làm việc á, bạn sẽ bộc lộ cái năng lực thật sự của mình. Và hầu như các công ty đều có thời gian thử việc 2 tháng thì nhà tuyển dụng sẽ luôn luôn thử chúng ta, chứ không phải là chỉ cần nhìn chúng ta tốt nghiệp ở đâu và đánh giá chúng ta năng lực tới đó. Nên là các bạn hoàn toàn yên tâm là miễn là chúng ta có năng lực tốt thì chúng ta sẽ có thể sống được trong, có thể làm việc được trong những cái môi trường tốt. Vậy là cái năng lực nó quan trọng hơn so với cái bằng đại học hay là cái danh tiếng của cái trường nhiều. Thật ra thậm chí có nhiều ngành bây giờ bằng đại học không quá quan trọng nữa. Giống như kiểu là một số ngành game thì mình biết một số bạn bây giờ là sinh viên năm nhất năm hai đã có thể đi làm bán thời gian hoặc là full time với những công ty game, lương khởi điểm có thể là 10 triệu. Có nghĩa là lương khởi điểm này còn cao hơn cả lương khởi điểm của những ngành khác khi ra trường nữa, dù bạn là chưa có hề có bằng cấp nào cả. Thì ở đây mình không có cổ suý cho việc các bạn không lấy bằng, mình chỉ đang khẳng định rằng những công ty bây giờ người ta quan trọng cái năng lực của các bạn hơn là so với bằng cấp của các bạn. Không có nghĩa bạn có bằng đại học chính quy đồng nghĩa bạn giỏi. Không có nghĩa với việc rằng bạn có bằng trung cấp, bằng cao đẳng là bạn không giỏi hơn những bạn ở trường chính quy được. Nên thật ra cái bằng đây nó mang tính hình thức là nhiều thôi. Có thể nó sẽ có nhiều tác dụng trong nhiều trường hợp khác, thì bạn muốn thành lập công ty, muốn thăng tiến trong những cái công ty nhà nước. Tuy nhiên với công ty tư nhân hay những cái khác thì người ta sẽ quan trọng cái năng lực của bản thân nhiều hơn. Là như vậy. Có một câu nữa thì trong cái talk show trước thì cũng đã nói tới là mình nên học ở những cái trung tâm đào tạo
hay là nên học ở trường đại học? Thì vừa rồi á, thì mình có chia sẻ quan trọng bây giờ là năng lực của các bạn chứ không phải là vấn đề bằng cấp. Cho nên cái việc bạn chọn học giữa trung tâm đào tạo hay trường đại học á, nó phụ thuộc vào cái nhu cầu cá nhân của bạn hơn. Nếu bạn muốn học những cái tư duy nhiều, học rộng, học sâu vào những ngành nghề thì bạn nên vào những trường đại học. Nhưng nếu bạn chỉ muốn học những cái kỹ năng về ngành nghề đó, phục vụ cho ngành nghề đó, thì bạn cứ học ở những trung tâm. Học ở trung tâm bạn chỉ học 2 năm mà ra trường, bạn có thể đi làm liền, kiếm thêm nhiều kinh nghiệm hơn và thăng tiến nhanh hơn. Cái này là điều mình biết được dựa vào bạn mình đi học chứ không phải mình chém gió nha mọi người. Còn nếu bạn muốn học sâu hơn, kỹ hơn thì bạn vào trường đại học. Vì mình nói thiệt là không thể nào khẳng định được việc bạn dành 5 năm học cho một ngôi trường mà tốt hơn việc bạn đi tự học bên ngoài. Vì quan trọng là bản thân bạn thôi. Mới cũng chưa chắc là những trường đại học bây giờ vậy tốt hơn những cái trung tâm bên ngoài đâu. Tại vì xã hội giờ đang phát triển mà, bọn ngành nghề đang phát triển, thì những trung tâm, những trường đại học muốn cạnh tranh với nhau thì họ phải đẩy mạnh chất lượng của họ, nên là mọi thứ đều tốt thôi. Quan trọng bạn nhìn nhận là cái tốt nó có phù hợp với bạn hay không thôi. Quan trọng là chỗ đó. Thực tế cũng có, thậm chí những cái giáo viên trong trường đại học cũng dạy ở ngoài nữa, đúng không? Thường thường là giáo viên trường đại học có đi dạy ở ngoài nhiều. Những cái viện không có vấn đề gì hết. Nghiên cứu gì đó. Còn anh Chí, anh có suy nghĩ thì mình cũng có thể chia sẻ thêm về cái việc nên chọn trường đại học hay là trung tâm đào tạo á, thì mình xét riêng hoàn cảnh của từng bạn ha. Mình ví dụ gia đình bạn ấy khó khăn, thực sự là cần một công việc ngay á, thì chúng ta không thể là học ở một trường đại học rồi 5 tới 6 năm nữa chẳng biết là chúng ta có xin được việc hay không. Thực sự là như vậy. Trong khi chúng ta học ở trung tâm đào tạo có những nơi 6 tháng hoặc là 2 năm rất là cũng dài rồi đó. Thì 2 năm là chúng ta đã có một công việc và có thể hỗ trợ kinh tế cho gia đình rồi, sau đó chúng ta tiếp tục học tiếp, học sâu hơn. Thì mình nên xét tới rất là nhiều cái khía cạnh để nên chọn trường đại học hay trung tâm đào tạo. Thì trong đó cái vấn đề hoàn cảnh gia đình cũng là một cái vấn đề cần lưu tâm. Rồi tiếp theo nữa đó là trung tâm đào tạo có ưu điểm là đào tạo sẽ là ngắn hạn hơn so với trường đại học. Và trung tâm đào tạo, những cái trung tâm đào tạo sẽ có xu hướng đào tạo nghề phục vụ cho hiện tại nhiều hơn là trường đại học. Tại vì học ở trường đại học ấy, có thể là tới 4 năm nữa mình mới ứng dụng cái kiến thức đó được. Tại vì khi mà mới vào chúng ta phải học rất là nhiều cái kiến thức tổng quát, tổng hợp chứ không có đi ngay vào chuyên ngành. Đó, thì chúng ta học ở trung tâm đào tạo chúng ta có thể có được những kỹ năng nhanh và chúng ta có thể ứng dụng cho cuộc sống ngay bây giờ luôn. Đấy, cho nên là chúng ta cũng đáng lưu tâm về ở cái mảng đào tạo tư nhân, những khóa học ngắn hạn ở bên ngoài. Đương nhiên thì các khóa học ngắn hạn sẽ có các cái khuyết điểm như là một cái chương trình học á, nó vì không kéo dài cho nên nó hơi thúc ép chúng ta phải xong trong một thời gian ngắn. Và những bạn học mà thiếu tinh thần chủ động á, thì có thể qua 6 tháng xong chúng ta nhận được tấm bằng mà chúng ta không hề có một cái ký ức gì động lại về kiến thức và kỹ năng đã được học. Nên chúng ta học ở bất kỳ môi trường nào, đặc biệt là ở trung tâm đào tạo bên ngoài, thì tính chủ động của chúng ta phải cao hơn. Chứ trường không có thiết kế sẵn cho chúng ta một cái gì đó dọn lên cho chúng ta học vô rồi ra kiếm tiền và sống. Chúng ta phải chủ động năng lực ở cái năng lực của mình nhiều hơn ha. Vậy cái luận lại đó là mình cần phải chọn trường một cách thông minh, tức là mình phải suy nghĩ kỹ này về chương trình học cũng như là về kinh tế, hoàn cảnh kinh tế của gia đình mình để mình quyết định là chọn trường nào cho phù hợp. Và không phải là cứ vào những cái trường danh tiếng hay hào nhoáng thì sau này mình cũng có thể kiếm được những cái công việc tốt. Cũng như là không phải là học ở những trung tâm đào tạo bên ngoài thì nó kém hơn hay gì đó đâu. Vậy cái luận lại đó, thì đó là xong cái phần về chọn trường ha. Rồi bây giờ có một cái phần mà có rất là nhiều người thắc mắc, đó là bây giờ còn chỉ còn một vài tháng nữa là thi rồi. Vậy thì nếu như mà đột nhiên mình nhận ra là mình không phù hợp với ngành đó và mình thích một ngành khác hơn, thì đổi trường, đổi ngành trong thời điểm này có hợp lý hay không? Thì theo anh Chí và anh Khoa thì hai anh nghĩ như thế nào?
nếu mà dành cả năm ôn thi rồi, và bây giờ thì mình lại thi lại, mình lại chọn lại một cái ngành khác để anh Khoa chia sẻ đi ha, anh Khoa có kinh nghiệm. Khoa nói về độ ngành xét ngày thi như vậy rồi. Ok, xét ngày thi. Nhưng mà anh Khoa là chọn sai cả năm trời, nhưng mà chọn sai các ngày thi mà sao đã sai là sai luôn rồi mọi người. Thì thông thường á, mình suy nghĩ về lý do mình đổi ngành á, thì mình đang suy nghĩ kỹ rồi, bây giờ chỉ còn 3 tháng nữa thôi. Nếu bạn đổi ngành á, chỉ vì là bạn mong muốn là không thích ngành này, nhưng mà không có một lý do gì quá cụ thể, bạn chỉ kêu là thấy ngành này không hợp, hay là thật ra bạn thấy ngành này vì vô trường học 5 năm đào tạo dài, hay vì những cái lý do gì đó mà không quá rõ ràng á, thì mình không nghĩ là mình nên đổi ở thời điểm này đâu, vì cũng khá là sát rồi. Với lại nếu bạn đổi ngành này mà bạn phải gọi là đổi quá nhiều những cái môn thi á, thì có lẽ không hợp lý đâu. Thì tự nhiên mà đang ở một cái ngưỡng gọi là đang học trì môn vẽ trì bình thường, bây giờ phải đổi ngành này trong vòng 3 tháng phải học cấp tốc môn vẽ màu, thì không biết liệu có hợp lý hay không. Thì trừ trường hợp rằng bạn gọi là thật sự thấy là bạn đang chọn sai một cách quá. Thí dụ như có những bạn tới thời điểm này muốn thi thiết kế đồ họa, nhưng lại học lộ môn vẽ trì từ đầu năm tới giờ, muốn thi thiết kế đồ họa trường kiến trúc mà lại học vẽ trì từ năm tới giờ, thì có thể nên suy nghĩ. Nhưng mà anh nghĩ thì nếu mình có thể thi thiết kế đồ họa của những cái trường khác thì cũng không sao. Hoặc là nói chung là vấn đề là mình nên suy nghĩ kỹ về cái việc mình đổi bây giờ nó để lại hệ lụy gì không, và mình đổi rồi thì mình liệu rằng mình có kịp gọi là ứng biến với trường hợp này để mình thay đổi, thích nghi và thành công trong kỳ thi đại học hay không. Còn anh Trí nghĩ sao? Thì cái việc đổi ngành tại cái thời điểm này là một cái nhu cầu mà theo anh được thấy trong quá trình giảng dạy cả chục năm đó, là đến thời điểm này là rất nhiều bạn mới bắt đầu có suy nghĩ là đi học vẽ và thi vào trường có môn năng khiếu. Thì mình có rất là nhiều lý do, có lý do là bạn ấy thích rất là lâu rồi nhưng mà vì điều kiện không cho phép cho nên bây giờ bạn ấy mới đi học được. Ok, có rất là nhiều lý do mà dẫn đến việc mình phải chọn đổi ngành, chọn ngành ở phút 90 á. Đấy, nhưng mà theo mình thấy là cái việc thi đại học nó không giống như một trận bóng đá đâu. Tại vì bóng đá xong rồi thì thôi, nhưng mà cái việc mà chọn cái ngành học và học đại học 5 năm, chúng ta phải mất 5 năm học cái ngành đó, rồi chúng ta sẽ phải hành nghề trên cái ngành đó. Đó thì nó sẽ có nhiều hệ lụy về sau, cho nên cái việc đổi ngành ở phút 90 á, thì theo như mình thấy á, là không nên, quan điểm của mình là không nên. Và hãy nên suy nghĩ, vậy thì có trường hợp cá biệt hay không, trường hợp nó có nên đổi hay không, thì mình sẽ suy nghĩ, vẫn luôn có những trường hợp cá biệt, tức là mình sẽ suy nghĩ lại cái lý do chọn ngành, đổi ngành của mình là gì ha. Nếu như bạn thực sự thích ngành đó từ rất rất lâu rồi và bạn thường xuyên vẽ trong những lúc rảnh rỗi, mình ví dụ là kỹ năng vẽ, và đến còn 3 tháng mình quyết định đi học vẽ, thì bạn đó hoàn toàn có khả năng đậu đại học. Nhưng nếu như trong một giây phút coi phim Hàn Quốc, hay là giây phút thấy các kiến trúc sư làm việc hay các họa sĩ làm việc thích quá, ui tôi mê quá, xong rồi mai lên mạng inbox cho ZAC là em muốn đi học vẽ, em đam mê vẽ, em đam mê nghề đó, thì các bạn nên suy nghĩ lại. Tại vì mình hay hành động theo cảm tính như vậy, trong một cái lúc cao hứng, và vô tình một cái lúc cao hứng như vậy chúng ta lại điền hồ sơ thi đại học nữa, thì rõ ràng cuộc đời của mình chỉ cần 3 lần cao hứng như vậy là coi như nát rồi. Nên là mình nên suy xét kỹ cái lý do mình đổi ngành, nó xuất phát thực sự từ đam mê của mình. Đấy. Rồi ok, nếu như đổi mình ngành ở phút 90 thì các bạn nên chuẩn bị tâm lý, chúng ta có thể thất bại trong lần đầu tiên. Nói thẳng là rớt đại học á, chúng ta có thể. Và chúng ta có rất là nhiều phương án backup cho cái lần rớt đại học. Tại vì hình như quy chế mới bây giờ là cho mình chọn tới cả 100 nguyện vọng lận. Trên lý thuyết là như vậy, tức là có thể xếp được rất nhiều nguyện vọng. Nhưng mà như anh Khoa chia sẻ lúc nãy thì mình nên xếp những nguyện vọng gần gần nhau, ngành liên quan tới nhau. Ví dụ chúng ta thi kiến trúc, phương án 1 là ngành kiến trúc ở đại học kiến trúc, thì phương án 2 có thể là ngành kiến trúc ở một trường đại học khác. Rồi phương án 3 có thể là ngành kiến trúc ở một đại học khác. Rồi, nếu như bạn thực sự thích ngành kiến trúc công trình. Nhưng nếu mà bạn vẫn chưa phải thực sự quá thích chi tiết cái ngành kiến trúc công trình á, mà mình thích những ngành liên quan đến kiến trúc thôi, thì các bạn có thể chọn ngành kiến trúc
ở đại học kiến trúc, sau đó chọn một số ngành khác liên quan như là ngành quy hoạch cũng có liên quan đến kiến trúc, hay là ngành nội thất cũng có liên quan tới kiến trúc, để chúng ta chọn gần gần nhau, tránh cái việc chúng ta chọn ngành kiến trúc ở trường đại học kiến trúc, chọn ngành y ở đại học y dược, rồi chọn ngành ngoại thương ở đại học kinh tế thì nó khác xa nhau quá. Đấy, cho nên là mình có một chút chia sẻ trong cái phút 90 này ha. Nên các bạn lớp 12 thì nếu còn gì thắc mắc có thể comment bên dưới để mình có thể giải đáp, hoặc là có một cái chủ đề cho talk show hôm sau, cho những cái talk show tiếp theo đó. Thì nhiều khi là đổi ngành nó còn đổi luôn môn thi nữa, mà nhiều khi là mình kiểu trong phút giây cuối cùng rồi đổi luôn môn thi thì hay làm sao anh? Thì theo anh nghĩ vấn đề về đổi môn thi này á, mọi người đổi một cái trường thi hoặc đổi một ngành thi á, mà phải đổi luôn môn thi á, thì mọi người phải suy xét kỹ. Nếu như mình nói nãy giờ không quá cần thiết phải đổi ngành, bạn đổi ngành chỉ một phút đi bốc đồng á, thì bạn nên bình tĩnh ngồi xuống uống miếng nước, ăn miếng bánh, tham vấn bố mẹ mình, tham vấn những người đi trước, rồi hãy đưa ra quyết định. Đừng một phút bốc đồng rồi đi thẳng cho hồ sơ đem đi nộp liền. Đừng nghĩ mình kiên quyết như vậy là tốt, vì anh cũng từng nghĩ mình kiên quyết như vậy là tốt, anh té xe mấy lần rồi, nên là mọi người đừng làm như vậy ha. Rồi nếu trường hợp các bạn thật sự muốn đổi, là một trường hợp khác đi, ví dụ bạn muốn đổi thấy trường này đẹp hơn, trường này xinh đẹp hơn, trường này hào nhoáng hơn, trường này có nhiều bạn nữ hot girl hơn, thôi cái đó là đừng đổi nha, làm ơn đừng đổi. Trường hợp khác, bạn đổi trường thi ngành thi vì bạn thật sự thấy là trường này nó phù hợp với mình, ngành này phù hợp với mình, thì bây giờ bạn nhắm chắc đi, bây giờ chỉ còn 3 tháng thôi. Thông thường các bạn mà học 3 tháng ở lớp vẽ mình á, thì thông thường đạt từ chắc chắn trên 5 rồi, nhưng mà khoảng chừng tới 7 điểm rưỡi là cao rồi, khó trên 7 điểm rưỡi lắm. Đây mình dùng từ khó trên, vẫn có những bạn thi được 7 điểm rưỡi trở lên 8 điểm, tuy nhiên là cái đó là thiểu số. Còn lại các bạn chỉ có 3 tháng thôi, người ta học 1 năm thì các bạn chỉ đi thi được cỡ từ 5 điểm tới 7 điểm rưỡi là cao lắm rồi, đó là đa số. Thì các bạn thử nhắm coi hai môn kia các bạn giỏi, đủ giỏi để bù lại điểm môn vẽ thì các bạn hẳn đổi. Còn nếu hai môn tự nhiên của bạn mà không quá giỏi, chỉ bình bình á, thì thôi đừng đổi nữa. Tại vì đôi khi á, cái ngành này bây giờ bạn thấy chưa hợp lý á, cho lắm, nó chỉ là phút giây suy nghĩ bất chợt của bạn thôi, chán nản. Mình tổng hợp mọi yếu tố lại, mình thấy là cái việc mình thi ngành này bây giờ khả năng đậu vẫn cao hơn những cái khác, khả năng mình không quá tốt hai môn kia nữa, thì cứ thi thẳng vào ngành này đi, học thử đi, trải nghiệm đi, lỡ nó mới là thứ mình thích thật sự thì sao. Còn nếu không thích lắm, thật sự không thích, hoàn toàn ghét nó, hoàn toàn không hợp lý với nó, cảm thấy rằng không hề muốn thi nó 8 năm trời á, không hề muốn theo nó 8 năm trời á, thì thi ngành khác liền. Cái là điều các bạn cần suy nghĩ. Còn bây giờ nếu mà không bất chắc lắm, không cần thiết lắm thì thôi đừng nên đổi, phút 90 rồi, đừng đổi gì nữa. Đừng có tuần này anh ơi em thấy là em thật sự cần phải thi môn vẽ chì và em muốn theo ngành kiến trúc, cái qua tuần sau anh ơi em thật sự phải muốn thi trường Tôn Đức Thắng và em thấy em thi không được, em phải thi cả môn vẽ chì lẫn môn màu. Xong qua tuần sau nữa anh ơi em chắc chắn 99% là em phải thi môn vẽ chì. Xong qua tuần sau nữa anh ơi em thật sự em nghĩ là em phải thi cả hai môn. Như vậy là không giúp ích gì cho các bạn đâu, thiệt không giúp ích gì đâu nha, thiệt. Nên là suy nghĩ chín chắn vào, tham vấn nhiều người vào, đừng tự quyết định, đừng điền bừa rồi đi nộp cho mọi người. Vậy là anh Khoa chia sẻ quan điểm là nếu mà học xong năm nhất năm hai là mình vẫn có thể đổi ngành được. Đúng rồi, tại vì đây là năm hai thi lại, năm hai thi lại, năm nhất thi lại, nên quan điểm toán rõ ràng. Năm ba thi lại, năm ba thi lại và năm nhất thi lại, nên quan điểm toán rõ ràng lắm, mọi thứ đều phải thi lại hết đó. Mình có một cái chia sẻ với các bạn, có nhiều bạn chưa biết, đó là mình quyết định thi kiến trúc là cách ngày thi đúng 3 tháng thôi. Trước đó mình vẫn mong muốn là thi một, mình có hai ngành mình chọn, đó là ngành công nghệ thông tin và ngành sư phạm, đó mình chọn. Thì sau đó còn có 3 tháng thôi thì mình quyết định là mình đổi sang ngành kiến trúc. Thì lúc đó là mình rất là nghe lời gia đình luôn, và mình cũng hơi thích ngành kiến trúc từ lâu rồi, nên là mình đổi. Thì rõ ràng là lần đầu tiên mình thất bại, mình không đậu ngành kiến trúc. Ok, sau đó nguyên một năm mình tiếp tục thi vào ngành kiến trúc. Và các bạn, và có một cái điều mình luôn nuôi dưỡng trong cái năm thi lại, đó là mình đi dạy học. Tức là trong cái năm đó mình đi dạy thêm ấy, thì lúc đó mình chưa có nhận ra đam mê của mình luôn, nhưng mà tự nhiên mình lại cuốn vào cái việc đi dạy thêm. Ai mà nhờ mình dạy cái gì đó dù không có tiền mình vẫn đi dạy, đó là tự nhiên mình lại bị cuốn vào.
mà mình không nhận diện được đam mê lúc đó đâu. Năm đó mình vẫn thi lại vào kiến trúc và đậu, và mình rất quyết tâm cho nên mình đậu cũng khá là top đó. Thì sau đó trong quá trình học kiến trúc cho đến năm 2 thì mình mới thấy được là mình cũng lại bị thôi thúc bởi việc dạy học lại, thì mình lại đi dạy học, và đó là lý do mà mình mở ra trung tâm đào tạo. Đấy, thì mình có thể tạm kết luận đó là đam mê nó có luôn luôn, nó luôn luôn thôi thúc mình làm cái gì đó, mà dù mình có tạm ghét cái đam mê đó lại rồi á, thì đến một lúc nào đó nó cũng sẽ giục mình đứng dậy. Thì các bạn, dù các bạn đam mê một ngành, nếu các bạn thực sự đam mê rồi á nhưng lỡ thời gian không còn kịp để mà đổi á, thì các bạn cứ chọn phương án đầu tiên của các bạn đi, rồi các bạn học tới năm 2 thì giả sử các bạn đam mê cái đó năm nhất thôi, đam mê, có đam mê thực sự rồi, thì cái đam mê tự nhiên sẽ lôi các bạn hành động. Cho nên là đừng có tiếc 1-2 năm đầu trải nghiệm trước một cái ngành nào đó. Quan điểm của mình ha. Nhưng mà mình cứ trải nghiệm đi, rồi mình sẽ biết được mọi thứ, mình sẽ biết được là mình thích hợp với cái gì thôi. Và sau khi mà bạn coi xong cái talk show này rồi á, thì bạn về nhà, bạn list ra những thứ mà sở thích của bạn nè, rồi bạn có năng lực trong việc đó không, và đó liệu có phải là đam mê của mình không. Thì sau đó bạn sẽ đặt cái mục tiêu cho mình để mình đi tới cái hướng đó. Bạn sẽ sắp xếp thời gian nè, sắp xếp như thế nào, kế hoạch như thế nào cho hợp lý để mà ôn thi vào cái trường đó. Và nếu mà chưa có thể sắp xếp hợp lý nữa thì mời bạn đón xem tập tiếp theo của talk show, thì chúng mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sắp xếp làm sao để hợp lý để cho cái việc thi đại học của các bạn có một cái kết quả tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình talk show ngày hôm nay, và chào tạm biệt các bạn. Chào mọi người. Bye bye.